Tôi với thương hiệu phim Kamen Rider có bề dày lịch sử gần nửa thế kỷ, trải dài bắt đầu từ năm 1971 cho tới nay, đã đem đến cho khán giả rất nhiều những TV series vô cùng chất lượng và để lại những ấn tượng sâu sắc. Song, có một sự thật không thể phủ nhận, nếu xét riêng trong thời kỳ Heisei Rider, thì những bộ phim được gắn mác kỷ niệm của dòng phim này thực sự rất tệ so với mặt bằng chung. Mình xin nhắc lại, rất tệ. Trong số những phần TV series kỷ niệm của Kamen Rider, không thể không nhắc tới hai cái tên nổi bật, đó là Decade và G.O. Vậy hai phần phim này hay dở ở điểm nào? Và đâu là phần phim đáng bị đánh giá ở thứ hạng thấp hơn? Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu để đánh giá nhé. Trước khi bước vào nội dung trọng tâm, thì chúng mình cũng xin lưu ý. Video này được viết dựa trên góc nhìn cá nhân của những thành viên trong đội ngũ RTK, nhưng sẽ được chúng mình cố gắng đánh giá dưới góc độ khách quan nhất. Thêm nữa, để bài review được chặt chẽ và đầy đủ dẫn chứng, việc spoil nội dung hai phần phim này là điều thiết yếu. Các bạn nên cân nhắc trước khi xem nhé. Giờ chúng ta cùng bắt đầu luôn nào. Trước khi đi vào đánh giá hai phần phim một cách khách quan nhất, ta cùng nhau ngược dòng thời gian để tìm hiểu lý do vì sao mà hai series kỷ niệm này lại được ra đời nhé. Đầu tiên, với Kamen Rider Decade. Đây là phần phim kỷ niệm 10 năm ra mắt Heisei Kamen Rider. Đồng thời, đây cũng là một chiến lược để nhà sản xuất có thể thay đổi ngành phát hành đồ chơi ăn theo. Trước đó, Kamen Rider và Super Sentai thường được công chiếu ở cùng một thời điểm là khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 hàng năm. Nhưng để hai thương hiệu phim hái ra tiền ra mắt cùng một lúc sẽ làm giảm tổng doanh thu bán đồ chơi của Bandai do sức mua của người tiêu dùng là có hạn. Việc giãn cách thời điểm ra mắt hai dòng phim này ra xa nhau sẽ dễ dàng thúc đẩy doanh số hơn. Đó là lý do mà Kamen Rider Decade có thời lượng ngắn hơn hẳn so với các series Kamen Rider khác. Về phần Kamen Rider G.O., đây vừa là phần phim kỷ niệm 20 năm ra mắt Heisei Kamen Rider, vừa để kết thúc thời kỳ Heisei, đưa thương hiệu Kamen Rider chuẩn bị bước sang thời kỳ Reiwa, đúng như dòng chảy chính trị của Nhật Bản. Ban đầu, lẽ ra Kamen Rider Build mới là phần phim đặt dấu mốc kết thúc của Heisei Kamen Rider. Lý do là bởi, sau gần 3 thập kỷ tại vị, vào tháng 8 năm 2016, Nhật Hoàng Akihito vì lý do tuổi tác và sức khỏe đã bất ngờ tuyên cáo muốn thoái vị trước truyền thông và thân dân Nhật Bản để truyền ngôi cho con trai của mình là Thái tử Naruhito. Song, các quan chức trong cơ quan nội chính hoàng gia Nhật Bản ở thời điểm đó chưa chấp thuận dự định này. Các cuộc thảo luận cấp cao đã được diễn ra. Ngày 8 tháng 6 năm 2017, dự luật mới chính thức cho phép Nhật Hoàng Akihito thoái vị. Trước những động thái đó, Toei đã nhen nhóm dự định biến movie mùa đông của Kamen Rider Build, tức Kamen Rider Heisei Generations Final Build and Exit with Legend Riders, khởi chiếu ngày 9 tháng 12 năm 2017, trở thành cột mốc kết thúc của Heisei Kamen Rider. Xong, phải tới ngày 30 tháng 4 năm 2019, nghi lễ thoái vị mới được tổ chức. Đó cũng chính là lý do vì sao mà Toei phải cần tới bộ phim Kamen Rider G.O. như để chạy đua theo đúng tình hình chính trị Nhật Bản tới bấy giờ. Nhìn chung, Decade và G.O. đều phản ánh rất rõ những dự định mang tính khá thực dụng và đối phó của cả Toei lẫn Bandai, chứ không đơn thuần chỉ để mang tính kỷ niệm và tri ân. Đó là lý do tiêu biểu cho việc vì sao hai phần phim này được đầu tư một cách hời hợt ở nhiều mặt và chưa làm một cách triệt để vai trò của mình. Khoan nhắc tới những khuyết điểm tồn đọng trong hai phần phim Decade và G.O., ta cùng điểm mặt một vài ưu điểm mà chúng đã đem lại nhé. Nhìn chung, Decade và G.O. có những đặc điểm nổi bật khá tương đồng với nhau. Đầu tiên là bối cảnh phim. Cả G.O. và Decade đều đã khá táo bạo trong việc tạo lập một bối cảnh nơi có thể kết nối tất cả các phần phim Heisei Kamen Rider trước đó lại với nhau. Ở Decade, ta có thuyết đa thế giới và du hành xuyên không gian. Còn với G.O., ta được trải nghiệm sự kết hợp giữa du hành thời gian và đa vũ trụ. Với nhân vật tiêu đề, một người mang danh kẻ hủy diệt, người kia là ma vương cai trị thời không, đều là những danh xưng vô cùng hào nhoáng, đánh thẳng vào thị hiếu của khán giả xem phim, đặc biệt là khán giả nhí. Cả Tsukasa và Shogo đều được định trước số mệnh trở thành những kẻ đại ác, đứng trên vạn vật. Bộ phim sẽ là hành trình để họ lựa chọn hướng đi cho riêng mình và làm những điều đúng đắn, thay vì đi theo con đường chết chóc đã được vạch ra từ trước. Về thiết kế, vì cùng là series kỷ niệm, cả Decade và G.O. đều được lấy cảm hứng từ những khái niệm mang tính lưu trữ. Decade có motif dựa trên mã vạch barcode, có tác dụng lưu các thông tin chung về một sản phẩm nhất định. Khi tra cứu thông tin mã vạch, ta có thể biết được thông tin xuất xứ của sản phẩm đó. G.O. thì mang motif đồng hồ, là thứ tượng trưng cho dòng chảy thời gian, vốn là khái niệm bao hàm kết nối cả quá khứ,
hiện tại và tương lai. Với tính tùy biến và lưu trữ cao, barcode và đồng hồ là hai mô típ vô cùng kiểu mẫu để áp dụng trong những series kỷ niệm. Dựa trên mô típ ấy, những vật phẩm sưu tầm ăn theo phim của DK và GO cũng vô cùng hợp lý và tinh tế. Dựa trên nguồn cảm hứng có sẵn từ lịch sử tồn tại của Heisei Kamen Rider suốt nhiều năm, Rider Cost lẫn Ride Watch đều đã tận dụng công năng một cách triệt để nhất, để vừa là công cụ hữu dụng, thiết yếu trên phim, vừa mang giá trị sưu tầm không thể thiếu đối với khán giả trung thành. Ngoài ra, những thiết kế riêng lấy cảm hứng từ Rider tiền nhiệm của hai phần phim này như Final Form Ride, Another Rider hay Rider Armor cũng là những điểm sáng đáng được khen ngợi. Có thể thấy, đội ngũ thiết kế đã khá chịu khó tìm tòi nghiên cứu và đầu tư chất xám, sự sáng tạo để cho ra đời những tạo vật khá thú vị mà chúng ta được thấy trên phim. Tất nhiên, không phải tất cả những thiết kế trong số đó đều đẹp mắt và tinh tế. Song, những điều này đã góp phần tạo nên những bản sắc riêng cho cả DK và GO, vốn là những bộ phim đã cột mốc kỷ niệm. Âm nhạc cũng là một điểm mạnh đáng được nhắc tới của GO và DK. Không chỉ sở hữu những bản soundtrack cực kỳ bắt tai, các khúc opening của hai phần phim này đều được thể hiện bởi những nghệ sĩ có tên tuổi, với Journey Through the Decade của Kite hay Overquarter của Itza feat. Sueyoshi Shuta. Kite là một nghệ sĩ đa tài với khả năng chơi được nhiều loại nhạc cụ, đồng thời thường xuyên góp mặt trong top 10 các bản xếp hạng âm nhạc danh giá của Nhật Bản. Còn Itza thì có lẽ các bạn cũng đã không quá xa lạ, là trưởng nhóm nhạc The Pump, đồng thời là nam ca sĩ đã góp giọng cho những bài hát tên tuổi của series Kamen Rider Fights. Độ hoành tráng cũng là một yếu tố đáng được nhắc tới của cả GO và DK. Với số lượng Rider tiền nhiệm đồ sộ, xuất hiện xuyên suốt cả series, cùng các cảnh chiến đấu quy mô, mãn nhãn, trên nền kỹ xảo đẹp mắt, cùng những góc quay sáng tạo. Tất cả tạo nên một trải nghiệm hành động, giải trí tương đối thỏa mãn cho khán giả xem phim, mà họ khó có thể tìm thấy được ở những bộ Kamen Rider độc lập khác. DK và GO cũng là những bước đệm khá tốt để những khán giả mới tiếp cận có thể chỉ mặt đọc tên những Rider tiền nhiệm đã xuất hiện trong suốt lịch sử của Heisei Kamen Rider. Và đó là tất cả những ưu điểm mà chúng mình đã tìm được ở hai phần phim này. Giờ là lúc chúng ta cùng bóc tách xem DK và GO dở tệ ở những điểm nào. Đầu tiên về mặt cốt truyện, cả DK và GO đều được triển khai theo hình thức hai tập một tình tiết, tuy giúp cho phim trở nên dễ theo dõi, nhưng đồng thời có thể là con dao hai lưỡi, khiến cốt truyện bị lỏng lẻo, rời rạc, nhàm chán nếu không tận dụng nó một cách khôn ngoan. Và may mắn thay, cả GO và DK đều gặp phải lỗi này. Với Decade, cứ mỗi hai tập phim, anh sẽ du hành tới một thế giới của Rider tiền nhiệm, cùng họ giải quyết những vấn đề phát sinh ở thời điểm đó, sau đó được họ công nhận và nhận lấy sức mạnh. Còn GO, cứ mỗi hai tập phim sẽ thường xoay quanh một Rider cụ thể, theo format bao gồm Time Checker tìm kiếm người phù hợp trở thành Another Rider, Another Rider xuất hiện, kéo theo việc Rider gốc bị xóa bỏ khỏi dòng thời gian, GO quay về mốc thời gian Another Rider được sinh ra, nhận sức mạnh từ Rider tiền bối, sau đó hạ gục Another Rider. Và format này cứ liên tục lặp đi lặp lại hết tập này qua tập khác. Để tập trung khai thác câu chuyện về những Rider tiền nhiệm, cả GO và DK đều không có những câu chuyện cho riêng mình, không được khai thác sâu vào xuất thân, tâm lý, sự phát triển trong tính cách, v.v. Để rồi sau cùng khi phim kết thúc, vẫn còn quá nhiều những uẩn khúc chưa thực sự được làm sáng tỏ. DK cho chúng ta một cái kết mở, bỏ ngỏ diễn biến một cách khá là tạm bợ, với rất nhiều những dấu hỏi, những nút thắt chưa bao giờ được tháo gỡ một cách thỏa đáng. Bên cạnh đó, movie Kamen Rider, Kamen Rider Double and Decade Movie War 2010 vốn được Toei cho là cái kết thực sự của series Kamen Rider Decade thì hoàn toàn không phải một cái kết trọn vẹn mà người xem đang tìm kiếm. Song, ngay chính bản thân nam diễn viên Masahiro Inoue cũng từng xác nhận rằng không hề tồn tại tập 32 của Kamen Rider Decade như nhiều fan vẫn nghĩ, nên series này vẫn sẽ mãi dang dở như vậy. Còn về phần GO, sau hàng loạt những biến cố xảy ra, sau khi mọi vấn đề cơ bản đã được giải quyết, sau tất thảy những sự phát triển tính cách mà tuổi nhân vật đã phải rất cố gắng mới có được, phim lại đem đến một bối cảnh ngày tàn của thế giới, nơi những người đồng đội của Shogo ngã xuống, buộc cho cậu phải lựa chọn cách reset timeline, thay đổi và tái tạo thực tại. Đây là một cách xử lý vô cùng cầu thả, vụng về, mang tính chữa cháy. Dù đem đến cho ta một cái kết thực sự có hậu, nhưng những gì xảy ra trong tập cuối của GO đã vô hình chung phủ nhận toàn bộ những giá trị mà phim xây dựng trong suốt 49 tập phim. Đó là chưa kể tới việc, vốn dĩ ban đầu GO sẽ là một bộ phim gắn chặt với thuyết du hành thời gian, nhưng sau cùng lại bị phía nhà sản xuất phức tạp hóa nó lên tầm đa thế giới, đa vũ trụ. Từ đó, lỗ hổng trong phim xuất hiện ngày một nhiều,
các quy ước, logic, sự chặt chẽ trong dòng chảy thời gian dần bị phá vỡ một cách khó hiểu, không một lời giải thích. Trái với Geo, TDK mang cốt truyện đơn giản tới độ thiếu sót. Nếu như để ý trong quá trình xem phim thì các bạn có thể thấy 20 tập đầu của DK khi Tsukasa du hành qua thế giới của 9 Heisei Rider tiền nhiệm, phim được triển khai khá mượt mà, cuốn hút. Nhưng rồi khi đã hết nội dung cốt lõi để khai thác thì 11 tập phim sau đó của DK trở nên vụng về, luống cuống với những off film mang tính chữa cháy và ít liên quan tới định hướng ban đầu như thế giới Nega, thế giới Amazon, thế giới Black và RX. Kẻ phản diện cuối là Apollo Geist cũng gần như từ trên trời rớt xuống một cách khiên cưỡng và cũng không để lại quá nhiều ấn tượng gì cụ thể. Sự rời rạc, lòng lẻo trong cốt truyện của DK và Geo có lẽ tới từ việc phim có quá nhiều biên kịch và đạo diễn cùng tham gia. Và có lẽ bản thân họ cũng chưa thực sự hiểu hết về giá trị cốt lõi của những rider tiền nhiệm xuất hiện trong tập phim mà họ đảm nhiệm, dẫn tới việc thiếu nhất quán trong các quy ước hay mâu thuẫn trong các tình tiết, sự kiện. Ở đây, mình có lấy thống kê từ 25 tập đầu phim của cả DK và Geo để các bạn dễ hình dung. Song, nếu để so sánh, có vẻ do sở hữu format kịch bản đơn giản hơn, nên từng tập phim lẻ của Kamen Rider DK được xử lý tốt và phần nào tạo cảm giác liền mạch, dễ theo dõi hơn so với Geo. Về phần nhân vật, đa phần giả nhân vật chủ chốt trong hai series này đều được đưa vào một cách vô thưởng vô phạt, từ quá khứ, động cơ cho tới hành động đều mập mờ, thiếu nhất quán. Thậm chí, có những nhân vật chỉ đưa vào phim cho có, chứ không thực sự đóng góp gì cụ thể cho sự phát triển tình tiết. Tiêu biểu như Narutaki, Onodera Yusuke, Ora, Uru, v.v. Ví dụ với DK, cho tới cả khi hết phim, ta vẫn chưa biết rõ được thực sự trong quá khứ Tsukasa và Kaito Daiki là con người như thế nào. Vì sao họ lại quen nhau? Lý do cụ thể vì đâu mà Tsukasa sau khi làm thủ lĩnh của Dai Shocker lại mất trí nhớ và lạc tới tiệm ảnh Hikari? Vì sao tiệm ảnh Hikari lại có thể trở thành nơi trung gian được các nhân vật du hành xuyên không gian? Kivala từ đâu mà xuất hiện? Narutaki là ai? Và hắn đóng vai trò gì cụ thể? Tại sao hắn lại muốn DK phải bị tiêu diệt? Còn với Geo, điều làm mình thực sự cảm thấy không hài lòng đó là lập trường của nhân vật liên tục bị thay đổi một cách chóng mặt đối với ba nhân vật Gaze, Wost và Tsukuyomi. Vào mạch giữa của phim, Tsukuyomi và Gaze đã đổi phe không biết bao nhiêu lần, lúc thì theo Sogo, lúc thì lại phản Sogo, với những lý do thực sự thiếu sức nặng và khó chấp nhận. Thêm vào đó, tuyến phản diện trong cả Geo và DK đều thực sự quá mờ nhạt và hời hợt. Nếu không phải là những quái vật đã từng xuất hiện trong các series Kamen Rider trước đây, thì lại là những kẻ thiếu dã tâm và sự quyết liệt như Uru và Ora của Time Checker. Thêm vào đó, những chùm phản diện cuối xuất hiện trong Geo lẫn DK đều bất thình lình trở nên khá non nớt và vô tình trở thành công cụ cho các nhân vật chính phô diễn sức mạnh. Thú thật thì mình đã từng khá hy vọng vào nhân vật SWAT. Hắn đã lên được một kế hoạch rất dài hơi và tỉ mỉ, thao túng được dàn nhân vật trong phim. Thế nhưng ở giai đoạn cuối, kế hoạch của SWAT xuất hiện quá nhiều những lỗ hổng, phần nào tới từ việc hắn đã quá chủ quan và ảo tưởng về thực lực của bản thân. Sau cùng, xuyên suốt cả bộ phim, SWAT vẫn chỉ là một kẻ dưới cơ của Omachio. Nếu xét về diễn xuất, cá nhân mình đánh giá dàn diễn viên của DK thể hiện tròn vai hơn so với Geo. Trong Geo, chỉ có duy nhất nhân vật Ghost do nam diễn viên Keisuke Watanabe đóng thể hiện được tròn trịa vai trò của mình. Song, nếu xét riêng về hai nhân vật chính, mình cảm thấy có thiện cảm với ma vương Sogo nhiều hơn là Tsukasa. Sogo có những nét thân thiện, hòa đồng, gần gũi, giản dị, dễ tạo cho người xem cảm giác đồng cảm thay vì quá kiểu cách, phô trương như Tsukasa. Tiếp theo, về bài học thông điệp mà hai bộ phim muốn truyền tải thì mình thực sự đánh giá thấp cách mà nhà sản xuất đã lồng ghép những thông điệp đó. Thay vì để người xem được tự chiêm nghiệm, tự ngẫm nghĩ những giá trị tốt đẹp mà phim đem lại, họ cho cách ném thẳng những thông điệp đó vào ngay trước mắt người xem thông qua lời của nhân vật chính. Điều này khiến yếu tố nhân văn trong phim trở nên gượng ép, khiên cưỡng và rất khó có thể đồng cảm, thấu hiểu, dẫn tới tình trạng bị bội thực triết lý. Điều này đã từng có tiền lệ trong series Kamen Rider Kabuto, cũng là một series kỷ niệm đánh dấu 35 năm lịch sử dòng phim Kamen Rider. Sau cùng là khuyết điểm mình cho là lớn nhất của cả hai phần phim, đó là yếu tố tri ân. Với DK, người xem được đưa tới những thế giới Rider tiền nhiệm, nhưng thay vì gặp lại những gương mặt thân thuộc, đây lại là thế giới song song nên tồn tại những Alternative Rider với những câu chuyện và xuất thân riêng, không liên quan nhiều tới series gốc. Còn ở Geo, tuy đã mời được những diễn viên của series cũ về góp mặt, nhưng biên kịch lại xử lý đất diễn không khéo, khiến cho họ hoặc quá lấn át nhân vật chính, hoặc trở nên mờ nhạt một cách đáng quên.
thêm nữa, nhà sản xuất sau này cũng đã xác nhận rằng đây cũng chỉ là những rider ở thực tại song song. Sau cùng thì người xem tìm tới những bộ phim kỷ niệm để tìm lại cảm giác thân thuộc với những bộ Kamen Rider đã qua. Nhưng cái họ nhận được chỉ là những giá trị bề nổi, nửa vời, vụn vặt. Song ít nhất, nếu như không thể tôn vinh giá trị gốc một cách đúng mực, thì việc tạo ra những câu chuyện riêng không ảnh hưởng tới giá trị cũ như series Kamen Rider Decay đã làm, có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn so với GO. Nhìn chung, để tìm hiểu, khám phá trọn vẹn tinh túy trong những phần phim Kamen Rider, ta vẫn nên theo dõi toàn bộ series đó, thay vì dựa vào những tập phim lẻ với thời lượng ngắn ngủi trong DK và GO. Sau cùng, như tiêu đề của video, giữa DK và GO, để tìm ra phim nào dở hơn, chúng mình sẽ dành lựa chọn đó cho GO. Dù cả hai bộ phim đều mắc rất nhiều lỗi, những hạt sạn to đùng, không được giải quyết một cách thỏa đáng. Song, lý do GO bị chúng mình đánh giá thấp hơn là bởi cốt truyện có phần lộn xộn, nhồi nhét, khó theo dõi hơn. Giả diễn viên có mặt bằng chung diễn xuất đuối hơn. Và đặc biệt, cái kết của GO để lại hậu quả nghiêm trọng hơn đối với trải nghiệm của khán giả xem phim. Còn xét trên yếu tố khách quan, dưới đây là bảng xếp hạng lượt yêu thích của một bộ phận nhỏ khán giả Nhật Bản đối với 20 bộ phim Heisei Kamen Rider thực hiện bởi NLAB.IT Media. Như những số liệu được hiển thị trên màn hình, có vẻ như GO chiếm được thiện cảm của đại chúng Nhật Bản nhiều hơn DK một chút, sự chênh lệch không quá đáng kể. Tất nhiên, bản đánh giá này chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng cũng ít nhiều cho chúng ta một cái nhìn nào đó xoay quanh hai bộ phim. Vậy, trên đây là bài review, đánh giá, so sánh của chúng mình về hai series Kamen Rider DK và GO. Có thể nói, cả hai đều hoàn toàn không phải là những series hay, và tất nhiên, không được chúng mình đánh giá cao. Song, DK và GO đều có những sứ mệnh của riêng mình, và ít nhiều đã hoàn thành được sứ mệnh ấy. Chủ đề của bài đánh giá này khá nhạy cảm và có thể đụng chạm tới nhiều fan tokusatsu. Song, chúng mình đã cố đưa đến những nhận xét công tâm nhất có thể. Mong rằng các bạn, những khán giả của kênh, sẽ cùng bàn luận với chúng mình ở bên dưới phần comment với tinh thần tích cực, có tính xây dựng nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!